rất vui được gặp lại quý vị trong phần tiếp theo của bản tin FBNC tối ngày 19 tháng 1. Kính thưa quý vị, Phố Wall diễn biến trái chiều phiên giao dịch đêm qua. Riêng chỉ số S&P 500 đã tăng điểm nhờ nhóm tài chính sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bà Janet Yellen nhận định rằng lộ trình nâng lãi suất từ từ là hợp lý. Kết phiên giao dịch ngày 18 tháng 1, chỉ số Dow Jones giảm 0,11%, S&P 500 tăng 0,18%, còn Nasdaq tăng 0,31%. Chỉ số Dow Jones đã có 4 phiên giảm liên tiếp, đã hưng phấn hậu bầu cử Mỹ đã bắt đầu giảm dần và rơi vào lình xình trong những phiên gần đây. Nhà đầu tư đang chờ đợi Tổng thống Donald Trump thực hiện những lời hứa của mình. Trước khi ông Trump nhậm chức, nhiều chuyên gia cho rằng thị trường sẽ còn tiếp tục thận trọng. Riêng trên chỉ số S&P 500 phiên vừa qua, nhóm tài chính tăng tốc vào cuối phiên và dừng ở mức tăng 0,8% sau khi bà Janet Yellen, Chủ tịch Fed, có bài phát biểu tại tổ chức giáo dục phi lợi nhuận Commonwealth Club of California rằng lộ trình nâng lãi suất từ từ là hợp lý. Nói về nhóm tài chính, nhóm này đã tăng điểm suốt từ khi có kết quả bầu cử hồi tháng 11. Tuy nhiên, trong phiên vừa qua, cổ phiếu Goldman Sachs giảm 0,6%, Citigroup giảm 1,7% sau khi công bố lợi nhuận quý không khả quan. Cũng về phía doanh nghiệp, cổ phiếu Qualcomm tăng 1,5%, giúp hỗ trợ sắc xanh cho Nasdaq, trong khi có thông tin cho rằng chính phủ Mỹ có thể sẽ không điều tra cáo buộc hãng này vi phạm luật chống độc quyền. Ngược lại, cổ phiếu của chuỗi bán lẻ Target giảm 5,8% sau khi hãng này công bố doanh thu mùa lễ vừa qua gây thất vọng và hạ dự báo kinh doanh trong năm nay. Tính chung trong phiên, có khoảng 6,2 tỷ cổ phiếu được giao dịch, xấp xỉ mức trung bình 6,1 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên vừa qua. Tương tự như Phố Wall đêm hôm trước thì thị trường chứng khoán châu Á hôm nay cũng diễn biến trái chiều. Riêng cổ phiếu hãng điện tử Toshiba của Nhật Bản đã giảm giá mạnh sau thông tin hãng này cân nhắc bán mảng chip thẻ nhớ. Kết phiên giao dịch ngày 19 tháng 1, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,9%, HX200 của Úc tăng 0,2%, Shanghai của Trung Quốc giảm 0,4%, còn Kospi của Hàn Quốc tăng 0,1%. Đáng lưu ý trên sàn phiên ngày 19 tháng 1, cổ phiếu Toshiba giảm gần 16% sau khi tờ Nikkei đưa tin hãng này đang cân nhắc bán mảng chip thẻ nhớ để xoay sở sau khi lỗ hàng tỷ đô la trong mảng hạt nhân ở Mỹ. Tính chung thì thị trường chứng khoán Nhật Bản nhờ đồng yên hạ giá so với đô la Mỹ mà chỉ số Nikkei giữ được sắc xanh. Ngoài Toshiba thì nhiều mã blue chip khác tăng giá, chẳng hạn như Toyota tăng 1,77%, Honda tăng 2,5%, còn Sharp tăng 4,6%. Một thông tin đáng chú ý nữa là quyết định của tòa án không bắt giữ phó chủ tịch Samsung, ông Lee Jae-yong. Đây là tin rất đáng mừng với Samsung sau khi vừa bước ra khỏi scandal thu hồi Galaxy Note 7. Cổ phiếu của Samsung Electronics tăng 1,5%, giá dầu tăng trong phiên cũng giúp các mã dầu khí tăng điểm. Chuyển sang các thông tin khác thưa quý vị, theo số liệu thống kê của Netflix thì số lượng người đăng ký dịch vụ xem phim trực tuyến của công ty này đã tăng gấp 3 lần so với năm 2016, vượt ngoài mong đợi của hãng. Đồng thời đã có hơn 130 quốc gia tham gia vào mạng lưới dịch vụ toàn cầu của Netflix. Đây là một dấu hiệu cho thấy tham vọng thống trị thị trường thế giới của công ty này có thể sớm trở thành hiện thực. Tính đến cuối năm 2016, có tổng số 7 triệu người mới đăng ký dịch vụ của Netflix trên toàn cầu, trong đó 5,1 triệu người từ quốc tế và 1,9 triệu người đăng ký tại Mỹ. Kết quả này cao hơn so với con số 5,2 triệu người do các nhà phân tích dự báo. Theo như kế hoạch mở rộng quy mô trên toàn cầu của hãng, Netflix kế hoạch sẽ phát hành 1.000 giờ chương trình gốc của hãng trong năm nay, chẳng hạn như hai series phim Marvel Luke Cage, siêu anh hùng Luke Cage và The Crown, tạm dịch là Hoàng Quyền, để phục vụ thị hiếu của khán giả toàn cầu. Thêm vào đó, Netflix có tham vọng tăng thêm 3,7 triệu người đăng ký trên thị trường quốc tế trong năm nay. Hiện tại, lợi nhuận của Netflix đang tăng nhanh và công ty này có kế hoạch tăng doanh thu từ 28 triệu đô la Mỹ trong quý 1 2016 lên 165 triệu đô la Mỹ vào cùng kỳ năm nay. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt về dịch vụ xem video trực tuyến như hiện nay, Netflix cũng đứng trước những thách thức lớn để có thể đánh bại các đối thủ lớn của mình, gồm Amazon và YouTube. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ năm nay, ông Jamie Dimon, giám đốc điều hành của một trong bốn ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, JP Morgan Chase, cho biết khu vực Liên minh châu Âu có thể tan vỡ nếu như các nước thành viên không thực sự đánh giá lại vấn đề của Liên minh trước sự dâng cao của chủ nghĩa dân quyền. Theo ông Jamie Dimon, Liên minh châu Âu, EU có khả năng bị tan vỡ nếu như các nước thành viên còn lại không thực sự bỏ thời gian để xem chuyện gì đang xảy ra và lý do tại sao Anh lại muốn rời khỏi EU, từ đó đưa ra những thay đổi sao cho phù hợp với diễn biến tại EU hiện nay. Ông cũng cho biết, vấn đề không chỉ nằm ở Brexit, mà nó nằm ở trong hệ thống khối Liên minh châu Âu-EU. Theo đó, tất cả những gì đã sai lầm sẽ dẫn đến sai lầm cho tất cả quốc gia. Không chỉ riêng nước Anh, ông nhấn mạnh thêm,
việc Anh quyết định rời khỏi EU làm cho vấn đề trầm trọng lên gấp đôi. Điều cốt lõi là EU phải nhanh chóng đưa ra được những chính sách thay đổi. Cũng theo ông, sự tồn vong của Liên minh châu Âu-EU phụ thuộc vào sự đồng thuận của các nước thành viên và lãnh đạo các nước buộc phải đưa ra những quyết định thống nhất về mặt chính trị trên các vấn đề nhập cư, luật pháp của các nước và quyền chi phối của Mỹ. Đó sẽ là thách thức với các nhà lãnh đạo EU trong việc đảm bảo sự tồn vong của Liên minh trong thời gian tới, đặc biệt là sau khi ông Donald Trump lên nắm quyền. Trước ngày nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump vào ngày 20 tháng 1, thì một trong nhiều nhóm biểu tình phản đối việc ông Trump trở thành tổng thống mới của Mỹ đã xuống đường biểu tình tại Washington vào hôm nay. Như đã được dự báo từ trước, nhóm người biểu tình nói rằng họ sẽ ngăn chặn việc ông Donald Trump lên tuyên thệ nhậm chức tổng thống trước khi việc này xảy ra. Những nhóm phản đối này cho rằng tổng thống mới đắc cử Donald Trump là một người theo chủ nghĩa phát xít và không xứng đáng làm tổng thống của nước Mỹ. Trước đó, trong thời gian tranh cử tổng thống, ông Donald Trump cũng đã có những lời lẽ xúc phạm phụ nữ, chính sách đối với dân nhập cư và xây dựng bức tường Mexico. Đây chỉ là một trong nhiều nhóm đã lên tiếng phản đối tổng thống mới đắc cử Donald Trump. Một nhóm khác cho biết họ sẽ tiến hành biểu tình ngăn chặn những người tới tham dự lễ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Trước tình hình đó, lực lượng mật vụ Hoa Kỳ và cảnh sát Washington lên kế hoạch bố trí 900 nhân viên cảnh sát tại khu vực giữa Điện Capitol và Nhà Trắng để giám sát. Đồng thời sẽ có hàng ngàn cảnh sát mặc thường phục tại khu lễ nhậm chức này. Theo thông tin từ Bộ Lao động Mỹ, thì chỉ giá tiêu dùng của nước này đã tiếp tục tăng vào tháng 12 năm 2016 vừa qua. Chỉ số giá tiêu dùng CPI của Mỹ tăng 0,3% trong tháng 12 năm 2016, theo đúng như kỳ vọng của các nhà phân tích, nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của tháng 11 nhưng chậm hơn trong tháng 10. Mức tăng này được cho là được dẫn dắt bởi sự tăng trưởng của giá dầu và chi phí chỗ ở. Nếu loại trừ nhóm hàng thực phẩm và năng lượng, giá tiêu dùng của Mỹ tháng 12 tăng 0,2%. Cuối năm 2016, chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ tăng 2,1% so với hồi đầu năm. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed hồi tháng trước đã thông báo về việc tăng lãi suất lần đầu tiên trong năm và dự đoán sẽ tăng 3 lần trong năm 2017. Các nhà hoạch định chính sách cho rằng tốc độ tăng lãi suất có thể sẽ nhanh hơn so với kỳ vọng nhằm kìm hãm đà tăng của giá tiêu dùng.